Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2023. Ngành đường sắt bổ sung 3.000 vé tàu ngày cao điểm Tết Nguyên đán năm 2024. Sáng nay ngày 27 tháng 12, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng thời thảo luận để làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, phân tích những hạn chế tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chia sẻ các bài học kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp. Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chủ trương của Đảng là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực. Với tinh thần đó, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, cần nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm đối với công tác kiểm tra giám sát của Đảng, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với quy định của Đảng và điều kiện thực tiễn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nâng cao hơn nữa vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dễ xảy ra vi phạm, các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra giám sát. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2023. Dự hội nghị có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ dân tộc thiểu số, Ủy ban dân tộc, đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban sở ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng 150 đại biểu đại diện cho hàng ngàn người có uy tín, trưởng thôn, bản, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh. Theo số liệu thống kê giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 3.899 lượt người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Năm 2023, tính đến thời điểm hiện tại, có 1.282 người có uy tín, bao gồm già làng, trưởng dòng họ, bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, người sản xuất kinh doanh giỏi. Đội ngũ nhân sĩ trí thức trên địa bàn tỉnh khoảng 63.298 người, trong đó có khoảng 5.207 người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 8,22%. Riêng khu vực 11 huyện miền núi có 1.411 doanh nhân, trong đó số lượng doanh nhân người dân tộc thiểu số là 374 người, chiếm tỷ lệ 26,5%. Tại hội nghị, đại diện các điển hình tiên tiến đã trao đổi giao lưu, chia sẻ những cách làm hay trong tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững sự bình yên, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc miền núi những năm qua. Đặc biệt, biểu dương 150 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu được vinh danh khen thưởng tại hội nghị. Phó Bí thư tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể
cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh và các huyện miền núi nhằm thực hiện tốt hơn nữa các chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới. Đối với đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn bản, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, góp phần xây dựng khu vực miền núi Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung của cả tỉnh. Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho 109 cá nhân là người có uy tín, trưởng dòng họ tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2023 và 41 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2023. Theo quyết định vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng sẽ được triển khai. Quyết định nêu rõ, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải triển khai áp dụng các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán trực tuyến. Cụ thể, đối với khách hàng cá nhân, trước khi thực hiện giao dịch lần đầu bằng ứng dụng mobile banking hoặc trước khi thực hiện giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị thực hiện giao dịch mobile banking lần gần nhất thì phải xác thực khách hàng bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng. Thông báo việc đăng nhập lần đầu ứng dụng Internet Banking, Mobile Banking hoặc việc đăng nhập ứng dụng Internet Banking, Mobile Banking trên thiết bị khác với thiết bị thực hiện đăng nhập ứng dụng Internet Banking, Mobile Banking lần gần nhất qua SMS hoặc qua kênh khác do khách hàng đăng ký. Bên cạnh đó, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ cũng sẽ phải triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đã bổ sung lần đầu với 3.000 vé tàu trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết. Vé bổ sung mở bán từ ngày 26 tháng 12 tại tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt. Cụ thể, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn bổ sung thêm 3.000 chỗ đi từ ga Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai đến các ga từ Quảng Ngãi đến Hà Nội và ngược lại trong các ngày cao điểm Tết từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 21 tháng Chạp đến ngày 10 tháng Giêng. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, ngành đường sắt sẽ áp dụng các quy định mới về vận chuyển hành khách. Khi mua vé và đi tàu, người mua vé, hành khách có trách nhiệm cung cấp giấy tờ tùy thân hoặc các giấy tờ khác có đầy đủ các thông tin cá nhân được pháp luật công nhận. Người dân cần tìm hiểu kỹ quy định mới này để thuận tiện cho việc di chuyển trong dịp sắp tới, nhất là cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024. Bộ Quốc phòng vừa trình Bộ Tư pháp hồ sơ dự án luật phòng không nhân dân, trong đó đề cập chi tiết đến việc quản lý sử dụng thiết bị bay không người lái. Dự thảo luật quy định, người sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ phải đăng ký trước với cơ quan có thẩm quyền. Danh mục hành vi bị cấm trong dự luật bao gồm sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trái pháp luật và lợi dụng lạm dụng việc sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để xâm phạm an ninh quốc gia, an toàn hàng không, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân. Người trực tiếp điều khiển tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ phải đủ 18 tuổi trở lên, được đào tạo kiến thức về hàng không và được cấp chứng chỉ theo quy định của chính phủ. Quá trình khai thác sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ không được sử dụng chất cấm theo quy định của pháp luật. Bộ Quốc phòng sẽ là cơ quan cấp phép cho chuyến bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Trường hợp cấp phép bay cho hoạt động bay trong khu vực cấm bay, hạn chế bay tại cảng hàng không, sân bay và các khu vực khác có ảnh hưởng đến hoạt động bay của tàu bay hàng không dân dụng, quân sự phải được thống nhất của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Quốc phòng. Dự luật cũng lưu ý tàu bay không người lái phục vụ vui chơi giải trí, có trọng lượng cất cánh tối đa nhỏ hơn 0,25 kg hoạt động ngoài khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay được miễn trừ cấp phép bay. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, hầu hết các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán ăn đều có phát Wi-Fi miễn phí để khách hàng có thể sử dụng. Tuy nhiên, việc dùng Wi-Fi công cộng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi thực hiện chuyển khoản bằng Wi-Fi công cộng, có nguy cơ bị kẻ xấu vét sạch tiền trong tài khoản. Theo nhận định của cơ quan công an, nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân mất tiền trong tài khoản ngân hàng cũng rất có thể xảy ra khi người dân lui tới các địa điểm công cộng và truy cập vào các mạng Wi-Fi giả mạo do kẻ xấu tạo ra, có tên giống hệt với tên của các mạng Wi-Fi công cộng chính thống.
Các thiết bị thông minh khi kết nối với Wi-Fi công cộng có thể bị nhiễm virus hay phần mềm độc hại. Kẻ xấu sẽ lợi dụng điều này để chiếm quyền điều khiển điện thoại và thực hiện những mục đích xấu, chẳng hạn như chiếm đoạt tiền khi thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến. Vì vậy, khi dùng Wi-Fi công cộng, tốt nhất người sử dụng chỉ nên lướt mạng, đọc tin tức đơn thuần. Nếu buộc phải xử lý các giao dịch quan trọng như mua hàng trực tuyến hay chuyển tiền thì nên dùng mạng 3G, 4G đã có sẵn trên điện thoại của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!